nhau nhưng đều được phát âm là U. Rồi, bây giờ các bạn cùng nhìn khẩu hình miệng của mình để phát âm chữ cái U nha. U. 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 Rất là dễ đúng không nào? Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bài đồng dao rất là dễ thương. Các bạn nghe mình đọc qua bài đồng dao này nha. Em tôi buồn ngủ buồn nghe, buồn ăn cơm nếp, cháo kê thịt gà, buồn ăn bánh đúc bánh đa, củ từ khoai nước cùng là cháo kê. Rồi bài đồng dao rất là hay đúng không nào? Có một bức hình minh họa nữa. Ở đây là một người chị này đang bế em của mình này. Có rất nhiều những món ăn ngon đúng không nào? Rồi, có bánh đúc này, có bánh đa này, có củ từ, củ khoai nữa đúng không các bạn? Và nhiệm vụ chúng ta ngày hôm nay đó là tìm vào cái chân chữ cái U trong bức hình phía dưới. Đó là trong cụm từ cháu yêu bà và trong bài đồng dao này. Chúng ta cùng nhau thực hiện thôi. Trong bài đồng dao này chúng ta sẽ cùng nhau đi từng câu một để chúng ta tìm chữ cái U nhá. Câu đầu tiên, em tôi buồn ngủ buồn nghe. Các bạn cùng nhau tìm cùng mình nào. À đúng rồi, ở đây mình có thấy chữ cái U ở trong từ buồn, trong từ ngủ nữa đúng không nào các bạn? Và một chữ buồn này nữa. Rồi tiếp tục, sao có nhiều từ buồn quá trời nhỉ? Buồn nữa này các bạn ơi. Đây nữa. Rồi, rồi tiếp theo là từ buồn ăn bánh đúc bánh đa. Trong từ đúc cũng có chữ cái U đúng không nào? Củ từ khoai nước cùng là cháo kê. À, trong câu cuối cùng này có hẳn hai chữ cái U đấy các bạn ạ. Chữ cái U trong từ củ và chữ cái U trong từ cùng. Các bạn đã tìm được ra chưa? Ở phía dưới có cụm từ cháu yêu bà. Với cụm từ cháu yêu bà này có xuất hiện chữ cái U ở trong từ cháu. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ của bài học trong ngày hôm nay rồi. Còn một nhiệm vụ nữa là tô màu cho chữ U rỗng và tô màu cho bức tranh này. Chúng ta sẽ cùng nhau hẹn sang buổi học ngày hôm sau nha. Xin chào tất cả các bạn, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học lần sau. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh của mình nha.